Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bây giờ là bản tin thời sự với những thông tin trong tỉnh, trong nước và thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh, ông Nguyễn Trí Dũng kiểm tra hoạt động các chốt kiểm dịch phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi ở các xã giáp ranh vùng xảy ra dịch bệnh của tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp. Để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch kịp thời và có hiệu quả, Ủy ban Nhân dân huyện đã thành lập đội ứng phó nhanh phòng chống dịch tả heo châu Phi và đội kiểm soát lưu động, chốt kiểm dịch động vật tạm thời qua địa bàn huyện. Đồng thời, các xã Tân Hòa, Tân Ninh, Tân Thạnh cũng thành lập 6 chốt kiểm dịch tạm thời, chốt chặn ở các đầu cầu trên tuyến đường chính, liên thông với các xã giáp ranh vùng dịch bên kia tỉnh bạn. Tại các chốt này, luôn có người túc trực và thường xuyên rải vôi khử trùng trên mặt đường. Đồng thời, lực lượng làm nhiệm vụ vừa kiểm tra phương tiện vừa tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi. Đến thời điểm này, huyện đã phân bổ cho các xã hơn 4 tấn vôi để xử lý trên các tuyến đường có nguy cơ cao và cấp phát tài liệu tuyên truyền đến các ấp và người dân hiểu và phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi đạt hiệu quả cao. Ông Nguyễn Trí Dũng đề nghị các xã cần chủ động tăng cường hơn nữa trong công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, nhất là ở các địa bàn giáp ranh vùng dịch, với quyết tâm không để xảy ra bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn huyện. Ngoài các loại rau ăn lá, rau gia vị, thời gian gần đây, nông dân xã Long Hòa, huyện Cần Đước còn chuyển sang trồng đậu ngọt. Do cây trồng này thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên của địa phương, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư không cao, ít tốn công chăm sóc, mang lại hiệu quả khá cao. Trồng nó thì khoảng 1,5 tháng là có thu hoạch rồi. Thu hoạch thì mỗi ngày mỗi hái thì mỗi ngày mỗi tăng lên 10 kg, 20 kg, mà giá bình quân là 7.000. Thì vợ chồng tôi đủ sống qua ngày tới ngày này qua tháng nọ thôi. Rồi tới 2 tháng mới hết vụ. Đây là loại cây trồng phù hợp với hộ nông dân ít đất sản xuất, thiếu công lao động nhưng hiệu quả sản xuất khá cao, góp phần cải thiện kinh tế gia đình. Thưa quý vị, mặc dù tuổi đã cao và cuộc sống không mấy dư dả, nhưng với tấm lòng thiện nguyện luôn mong muốn được sẻ chia, giúp đỡ các hộ nghèo, nên nhiều năm qua, ông Phan Văn Hình, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hưng Điền luôn dành phần lớn thời gian tâm huyết cho công tác xã hội và là tấm gương sáng trong công tác nhân đạo từ thiện tại địa phương. Đã từng trải qua cảnh nghèo khó nên ông Hình luôn cảm thông, chia sẻ và hết lòng với công tác nhân đạo từ thiện, sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi bà con gặp khó khăn. Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, ông luôn gần gũi, gắn bó, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của hội viên và quần chúng nhân dân, từ đó có hướng vận động giúp đỡ kịp thời. Đến nay, đội xe từ thiện đưa rước bệnh nhân nghèo do Hội Chữ thập đỏ xã quản lý có 7 thành viên và 2 chiếc xe. Hàng năm, đưa rước trên 300 lượt bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn chuyển về tuyến trên điều trị, với tổng trị giá là khoảng 120 triệu đồng. Bên cạnh, thời gian qua, ông Hình còn vận động mạnh thường quân đóng góp tiền mặt và vật chất để sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, sửa chữa cầu đường giao thông nông thôn, vận động đóng góp cứu trợ thường xuyên và đột xuất cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Thì nhìn chung từ khi mà được phân công nhiệm vụ cũng như là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thì đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí quyết tâm mà vẫn tiếp tục tham gia công tác Hội Chữ thập đỏ và quyết tâm cùng với địa phương vận động mạnh thường quân để thực hiện các cái công trình, đặc biệt là những công trình cầu đường hoặc là những công tác an sinh xã hội để cùng với xã thực hiện cái lộ trình xây dựng xã nông thôn mới. Với những đóng góp thiết thực của mình, ông Phan Văn Hình đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Thật đáng quý và trân trọng biết bao tấm lòng của người cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã, luôn tận tâm giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo nơi vùng sâu biên giới. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Luật đất đai 2013 và luật bảo vệ môi trường 2014 là hai luật rất quan trọng, có phạm vi tác động rộng lớn. Tuy nhiên, những năm qua, hai luật này đã bộc lộ những hạn chế bất cập trong thực tiễn. Vì vậy, ngày 12 tháng 6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến đại biểu Quốc hội về một số định hướng lớn cần sửa đổi bổ sung trong dự án luật bảo vệ môi trường và sửa đổi và luật đất đai sửa đổi. Tại hội thảo, các đại biểu Quốc hội đã góp ý thẳng thắn và sôi nổi về những định hướng cần sửa đổi trong luật đất đai năm 2013.
như việc khắc phục những quy định còn tồn tại bất cập, hạn chế và những phát sinh trong quá trình thực hiện, nhất là các quy định liên quan đến cơ chế chuyển dịch đất đai. Cái giá định giá ban đầu thì thấp, nhưng mà cái giá đấu thầu thì nó lại lên rất là cao, có những nơi lên gấp rưỡi. Thì để nói rằng là cái giá đất theo khung giá đất với cái giá đất thị trường thì nó còn chênh lệch nhau. Đấy là một cái điểm mà cần phải sửa đổi trong cái luật sắp tới. Các đại biểu cũng đồng thuận và nhất trí cao với việc cần thiết sửa đổi luật bảo vệ môi trường vốn đang có nhiều chướng mắc như thủ tục hành chính hay việc một số vấn đề mới phát sinh về bảo vệ môi trường chưa có hành lang pháp lý để điều chỉnh. Việc phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường chưa hợp lý, thiếu thống nhất. Các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn thì làm thế nào để tránh là Việt Nam chúng ta trở thành một cái bãi rác về công nghệ. Nếu như các cái dự án mà chúng ta không có áp dụng cái công nghệ tiên tiến hiện nay thì như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường. Theo chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2019 mà Quốc hội mới thông qua, dự án luật sửa đổi bổ sung luật bảo vệ môi trường và dự án luật sửa đổi bổ sung luật đất đai sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 vào giữa năm 2020. Thưa quý vị, sau khi phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên tại quận 9, mặc dù vẫn chưa tìm ra nguyên nhân xâm nhiễm dịch bệnh, song thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương khoanh vùng dập dịch, ngăn không để bệnh dịch tả heo lây lan ra các khu vực khác. Ghi nhận của phóng viên truyền hình trong ngày 12 tháng 6, một ngày sau khi thành phố Hồ Chí Minh công bố có dịch. Với việc ổ dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại một hộ chăn nuôi trên địa bàn phường Phú Hữu, Ủy ban Nhân dân quận 9 đã khẩn trương triển khai lực lượng chuyên ngành tiến hành rắc vôi khử trùng trên tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, tuyến đường trục đi qua vùng có dịch của quyện, đồng thời lập 2 trạm kiểm dịch động vật tạm thời hoạt động 24/24 giờ để chốt chặn, kiểm soát và khử trùng tất cả xe ô tô có và nghi ngờ có chở heo, sản phẩm từ heo. Chúng tôi là kiểm tra những cái phương tiện là chở hàng đông lạnh và những cái xe thùng là để nhằm phát hiện những cái phương tiện này là có chở động vật như là heo sống hoặc là cái thịt heo đông lạnh vào cái vùng dịch. Trước mắt thì là quận 9, lực lượng liên ngành ở đây sẽ đảm bảo không cho những xe chở lợn từ vùng dịch đi ra ngoài để tránh lây lan mầm bệnh từ vùng có dịch ra những cái vùng khác của thành phố Hồ Chí Minh. Trên địa bàn phường Phú Hữu chỉ có 7 hộ nuôi heo với tổng đàn là trên 500 con. Trước mắt quận đã phối hợp với ngành thú y, cấp phát thuốc cho các hộ dân thực hiện tiêu độc khử trùng chuồng trại, vận động người dân không được mua bán heo trong vòng 30 ngày để đảm bảo kiểm soát, khống chế dịch tả heo không lây lan sang các địa bàn lân cận. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn không loại trừ việc người dân giết mổ nhỏ lẻ và bằng nhiều cách luồn lách tuồn ra thị trường để chạy dịch. Do vậy, quận sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp này theo quy định của pháp luật. Biên Hòa Đồng Nai ra kiểm rồi những cái vùng nào không có dịch chứ không có mua vào những cái chỗ mà có dịch thì cũng như ở đây thôi, chứ vùng nào có dịch thì bắt đầu bên thú y người ta không có cho vô thì mình không thể vô được. Theo phương châm là nội bất xuất ngoại bất nhập. Do đó thì hàng ngày theo tình huống 3 của thành phố đặt ra, hàng ngày thì cán bộ thú y sẽ vào phun xịt cái ổ dịch từ điểm ổ dịch ra tới ngoài đường. Và hiện nay chúng tôi đang khống chế và chặt chẽ cái ổ dịch đã xảy ra trên địa bàn. Đến thời điểm này, ngành chức năng chưa tìm ra nguyên nhân xuất hiện dịch tả heo châu Phi trên địa bàn quận 9. Song trước mắt, yêu cầu người dân tuyệt đối không sử dụng thức ăn thừa, không qua nấu chín kỹ, đồng thời tăng cường tiêu độc khử trùng vệ sinh chuồng trại. Hiện thành phố cũng đã chuyển sang phương án 3 khi mà dịch đã xuất hiện trên địa bàn. Bằng mọi cách khoanh vùng dập dịch tại chỗ, nỗ lực khống chế không để dịch lây lan trên diện rộng, đặc biệt tiếp tục giám sát kỹ vấn đề an toàn thực phẩm để đảm bảo nguồn thịt sạch an toàn đến tay người tiêu dùng.